Chào mừng anh em đã quay trở lại với Top Game Online. Mình đang nuột và hôm nay rất vui được gặp lại anh em trong con game Super, một tựa game nhập vai hành động thì phải, với cơ chế màn hình ngang. Khác biệt đây đó là chúng ta sẽ không vào vai con người hay là vào vai những nhân vật trong anime nữa, mà nó sẽ là vai những con thỏ. Bây giờ thì mình sẽ đi thử xem là Super này có điểm gì đặc biệt nhé. Và với lối chơi như vậy thì không biết là nó sẽ có ok, có bản cập nhật mới rồi, mình đang download rồi. Đầu tiên chúng ta tạo nhân vật đã nhé. Super đấy nghĩa là gì? Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái hình nhân vật này đấy, ở đằng sau sao nó quay lâu thế nhỉ? Là mình sẽ bao giờ chưa? À, tại đang download thêm cái patch. Thì nói qua về Super Online thì tựa game này có một cái cách phát triển khá là hay, đó là chúng ta sẽ sử dụng nhân vật này đi kiếm item ở trong một cái bản đồ, thu nhập bẫy với các kiểu, rồi những cái item phụ trợ, item tấn công, sau đó tiêu diệt những con quái và như là hổ báo, gấu ủng gì đó, sau đó chúng ta sẽ kiếm được tiền vàng để nâng cấp. Nâng cấp cái gì thì mình sẽ vào game, mình sẽ cùng các bạn khám phá nhá. Mình nghĩ là nó sẽ nâng cấp về sức mạnh này, nâng cấp vũ khí hoặc là nâng cấp về máu, thậm chí là một số, nếu mà như nếu mà con thỏ cũng có thể tung ra kỹ năng thì mình nghĩ là nó sẽ có một kỹ năng nữa. Còn thôi, chúng ta sẽ không đoán mò nữa, chúng ta sẽ chờ thêm vài giây nữa để full 100%, sau đó chúng ta sẽ đi vào xem nó sẽ cụ thể hơn thì nó sẽ có những gì nhé. Sẽ là 100% rồi, mình nhìn thấy ở dưới cái chỗ hình nền nó đang được khoảng 90% rồi, 92, 93 bây giờ đây, 95 rồi. Đang download cái cập nhật mới, thì tựa game này mình vừa mới tải về thôi mà nó đã có bản cập nhật mới rồi. Đây rồi, chúng ta sẽ đi vào thế giới của Super. Rồi, ngày năng chuột đầu tiên chúng ta sẽ 1000 vàng, vàng con cá. Banana Forest Top State. Banana Forest, rừng chuối à? Tên nghe thấy cute tag đúng không? Thì cái rừng chuối này chúng ta sẽ store này, game này. Chúng ta có 10 game. Tổng cộng một ngày chúng ta không phải một ngày. Hình như là có lẽ là tối đa chúng ta sẽ có 50 game, coi 5 lần xem quảng cáo. Cà rốt cũng như vậy. Cà rốt này là gì và game là gì? Thì mình nghĩ là game này nó là cái đơn vị tiền tệ ở trong game song hành cùng với vàng cá để mua những vật phẩm đặc biệt. Đây, gacha đây, tính gacha đây, sẽ phải dùng game này. Normal gacha, can obtain normal or magic red equipment. Cái normal gacha này sẽ cho chúng ta một cái vật phẩm bình thường hoặc là vật phẩm phép thuật. Đấy, Adventure gacha thì chúng ta có magic này, rare hoặc là unique, great equipment cho chúng ta những vật phẩm ma thuật này, phẩm hiếm này và vật phẩm đặc biệt. Còn cái gold gacha thì chúng ta quay bằng vàng thì chúng ta chỉ có normal và magic thôi, cũng giống với cả normal gacha này thôi. Cái limit mình cũng gói được từ thằng này, nhỏ special limit này chúng ta sẽ không luận đến nữa nhá. Đó là store item đá qua xem. Cute quái trưởng luôn. Đã có vũ khí là một cái thanh dĩa, có chuôi là cà rốt, một bộ áo giáp rất là ngầu. Bên này là nhẫn này, bên này là túi này, giày và cái thứ nâng lốc này thì không biết. Chúng ta có thể thay đổi character, true character, create. Đây, mình thì thay đổi nhân vật chúng ta đây. Mỗi nhân vật thì lại có một cái đặc trưng riêng. Nhân vật chúng ta bây giờ đang là trên character nhé. Farami là một nhân vật có tỷ lệ crit rất là cao, attack đam bình thường, crit đam bình thường, HP bình thường, có 3 skin, beginner luck, increase drop chain of additional ability from the cube. Đây là skin tăng sự may mắn, nhưng cái đồ, những cái kinh nghiệm tỷ lệ rớt ra sẽ cao hơn. Hopping map, chúng ta level 10, give some damage to nearby monster when you jump.
Và skill này cho phép chúng ta gây ra một lượng đam khi chúng ta nhảy và đối với thủ và nhảy vào quái vật ấy. Và đây là IQ Bunny, Reduce the countdown of the dash to 1/2. Cái chiêu này cho phép chúng ta giảm cái tỷ lệ hồi chiêu của chiêu dash chỉ còn 1/2 thôi. Rồi, thế là cũng khá là dễ hiểu rồi đúng không? Tiếp tục sang các cái nhân vật khác mình sẽ xem, qua một loạt nhé. Ở đây là có đây này, Porori, nhân vật này chắc là nữ rồi. Poromi và Porori là hai đều là nhân vật nữ thì phải. Tất cả đều là nhân vật nữ chứ không phải là cả chỉ có mỗi hai nhân vật này. Đây là Porori này. Porori thì có một skill là One More Chance. Đó là get one more option when choosing an ability. À, cái choosing ability thì có lẽ là một cái gọi là gì ta? Khả năng mà chúng ta nhận được mỗi khi lên cấp. Và khả năng này sẽ là random. Mỗi khi chúng ta lên được một cấp xong nó sẽ cho chúng ta những lựa chọn, mình đoán là như vậy. Một tí vào đi sâu vào thì chúng ta sẽ biết hơn nhé. Và cái này sẽ cho chúng ta thêm một lựa chọn nữa. Còn tiếp jumping guard, get a barrier randomly when you jump. Barrier randomly covered, increase the number of consecutive jump. Rồi, tăng số bước nhảy. Chúng ta cứ chơi từng nhân vật một, chúng ta sẽ chơi nhân vật cơ bản trước nhé. Ok không? Rồi, đầu tiên là nhân vật cái gì nhỉ? Cái gì ta quên mất tên này. Poromi, chúng ta sẽ chơi từ Poromi trước. Lay một cái banana forest, một cái stay này sẽ có tối đa là 50 mạng. Bây giờ mình bắt đầu đi hướng dẫn này. Swap the screen to move the character. Ok. Nhân vật chúng ta sẽ tấn công tự động à? Chúng ta chỉ việc nhảy và đát thôi. Nói sao nhỉ? Cái gì đấy? Đây, True Ability đây. Khi lên cấp chúng ta sẽ có những cái này. Thế là cái nhân vật kia có thêm một lựa chọn nữa, nên nó sẽ có 4 lựa chọn. Thế là cái kiểu chơi game này khá giống với game gì mình đã từng chơi. Achio hay cái gì đó. Cũng là một tự game ra nắng kiểu này đúng không? Nhưng mà game đấy là game màn hình dọc điều khiển bằng một tay. Mình không nhớ rõ tên gì. Ở đây chúng ta có 3 lựa chọn. Đó là Multi Shot, bắn thêm nhiều cái này, bắn thêm một cái run projectile, chúng ta sẽ có hai cái chơi song nhau, và attack speed boost mayo là một ít thôi, chúng ta sẽ tăng một chút cái khả năng tốc đánh. Và mình sẽ lấy multi shot đi, có lên hẳn 2 cấp. Run projectile rebound monster, rebound monster và rebound one là một cái rất là hay. Rebound monster tức là khi mà bắn vào kẻ địch thì nó sẽ nảy sang kẻ địch khác. Còn đi bao quân này tức là bình thường chúng ta bắn vào tường nó sẽ lặn luôn đúng không? Và bây giờ bắn vào tường nó sẽ nảy qua các tường. Mình nghĩ mình sẽ lấy bao quân trước. Rất là hay. Rồi. Chúng ta có nhảy, nó có dash. Và một lưu ý nữa đó là các bạn không thể vừa di chuyển vừa bắn được, chỉ có đứng yên một chỗ để bắn được thôi. Đó, bắn nảy vào tường. Hộp là hộp gì nhỉ? Rồi, mình không thể hộp gì ta. Lại tăng cấp tiếp. Rồi ta sẽ lấy một cái Buster nữa. Và Light Steel là khúc máu. Mình sẽ lấy thêm một cái nữa. Bắn này cho nó nảy cho nó nhiều. Không phải làm gì ta. Hộp chỉ để đây đúng không? Để chúng ta không thể nhảy để như kiểu một vật cản đúng không? Không có tác dụng gì. Sự làm mới. Đấy. Các bạn thấy không? Kết hợp giữa Rebound Wound và Rebound Master. Rebound Master nó tạo nên một cái cú bắn rất là hiểm hóc. Tuy nhiên một chỗ là đấy. Đạn tự bay đến chỗ của cái đây quên. Cơ vận dính bên đạn. Lại tiếp tục tiếp này. HP Boots. Attack mình sẽ lấy Light Steel. Hồi mình hút máu. Tăng tốc độ đánh này, Dotky Booster, tăng attack support trước đi. Đấy, tập trung vào nâng cái tăng cái số lượng tên bắn lên. Đó, sao toàn gì này? Hello, choose a blessing on off này, HP recovery mình không cần. Thật sự thì giờ là mình không cần HP recovery thì mình không cần thật.
Bây giờ làm sao lên được mấy cái tầng này được? À, chúng ta có thể nâng nhảy được mấy bước cơ mà. Đây là một bước này. Rồi chúng ta có thể nhảy thêm 2, thậm chí là 3 bước. Chúng ta có một lựa chọn là giảm 200% HP để tăng tốc độ đánh một chút thôi. Rồi mình sẽ đi xem nốt cái bên này xem nào. Đây là Devin này, đây là Enzo này. Hình như là tựa game này với tựa game Archerio thì nhưng mà có cùng nhà sản xuất với nhau hay sao nhỉ? Mình chưa xem kỹ lại nhà sản xuất, nhìn cái kiểu làm game nó phải giống nhau. You found my channel. Đây chúng ta sẽ có thôi xem làm gì nữa, mình không có một tí game nào luôn. Mình sẽ đổi máu lấy qua lấy thiên thần thì không thể cho mình thêm lượng máu hơn được, thiên thần chỉ cho mình hồi máu thôi, còn đây là giảm 100% máu tối đa để được một số tốc độ đánh. Rồi vô mà tiếp luôn. Đấy, các bạn thì thấy là bắn nảy rất là hiệu quả luôn. Bắn nảy và tăng tốc độ đánh thì nó cho ra một lượng máu rất là lớn. Ui, đây là một mũi tên, chúng ta có thể tạo ra thành rất là nhiều mũi khác nhau. Đây là chúng ta vẫn đang sử dụng một cái dĩa bằng chảo. Speed Booster mình chưa cần. Side Protective tăng một chút tốc đánh nữa đi. Một chút thì cũng là khá là nhiều. Bất công với cái đạn nó xuyên được đạn mình không xuyên được. Nhưng đạn mình lại nảy được. Ok. Máu hiện tại mình đang rất là nhiều rồi. Rồi boss rồi. Lightstick, tức là mỗi 10 step thì... Ui, đạn con này khó nhìn đấy. Mỗi 10 step thì chúng ta sẽ có một boss đúng không? Ôi thôi, ăn một thuế của nó rồi. Con boss này có cái skill khá là khó nhìn nhỉ, cái thuế của nó. Màu khá là có chữ, item của item. Nhặt được cái gì vậy ta? Cái gì đó thì giống khẩu súng. Đấy. Nhặt được khẩu súng rồi đó. Ui. Vẫn phải đang dùng tiếng nghĩa này. Tiếp tục. Đâu rồi, không nên cấp nhỉ. Nó lên cái đầu lên rất là nhanh. Đâu có lên được xong rồi được khá là lâu. Và không có điểm kinh nghiệm mình không nhìn được bao giờ thì lên được cấp thôi. Này nó bắn thâm đấy. 119 vàng cá rồi. Đến step 14 thì chúng ta không phải lên được step ấy luôn đấy, step 50 luôn đấy. Ui. Tiền dính. Này bắn đạn đuổi sao mà bắn thâm thế nhỉ? Ui. Tất nhiên là chỉ là đạn đẩy ngược lại mình thôi, không gây đam à. Vui được shot này, đạn đuổi đây. Thế con này sẽ cho thiên thần cho ta cái gì? HP recovery và HP boost. Tạm thời chưa cần. Ui, tốt đi 2% tỷ lệ né, mà thêm 5% crit đam. Wow, một tốt được một tiền thôi chẳng lẽ. Mình sẽ đổi 30% máu để lấy cái bắn thông minh vậy. Thật ra mình cần bắn thông minh lắm nhỉ? Tại vì đạn của mình nó bay cái tung kiểu gì nó cũng trúng người rồi mà. Thế nhưng mình chọn nước như thế nào? Bắn thông minh này chỉ dành cho những người mà chọn hướng đi mà. Bắn ít mà nó bắn đau thôi. Thì nó cần bắn thông minh. Mình bắn như này thì chắc chết. À, mình còn có cả hút máu mà, có life skill nữa. Đạn nó bắt đầu tiêu xuống rồi. Mình từ sai lầm không lấy cái né tránh rồi. Được. Nó xuống là gì vậy?
Nãy giờ mình dùng hơi ít dust. Nó xuống kiểu gì nhỉ? Oh my god. Auto xuống. À, ấn nút xuống và nút nhảy thì nó sẽ nhảy xuống. Được rồi. Mình bỏ qua speed này nó hơi sai lầm một chút. Nhảy với nhau đi. Ăn máu rồi, hơi vô nghĩa mình đi. Ơ đừng. Rồi xuống được. Rồi, mình may quá mình dùng đáp đúng lúc. Trời ơi. Cái kỳ này nhanh hiểm quá. Nó là tao một cái đáp. Ê ôi, này chịu nó mệt hết các bạn ạ. Ui, chẳng ra con kỳ ra chuối của nó kìa. Ôi, bốn mấy được hết skill chuối của mày rồi. Ui, mày quá tí thì dính không có chuối nữa. Rồi, xong, vượt thêm quá, yeah. Nhận được đồ mà không đeo được luôn à. Phí. Cảm giác nhận được đồ không đeo là phí phạm thôi. Đấy, mình cứ dùng chỗ của gì đạn nó sẽ đến. Đến chỗ cần đến. Ơ thôi 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 sao. Người nhớ rồi. Chắc là đến lúc mình suy nghĩ về việc tăng thêm máu rồi. Lên cấp nhanh còn tăng máu này. Ui đâu hết. Ui đạn nó không thể nhìn thấy luôn á. May là mình nhìn thấy hết máu nhé. Rồi, tiếp tục nào. Sau màn này có lẽ chúng ta mới có thể ra để mua thêm trang bị được. Mẹ, nhiều đạn vậy. Ê, mình đã hiểu thêm skill của con mà có thêm một bước nhảy như thế nào rồi. Tức là bình thường chúng ta có thể nhảy 2 bước hoặc 2-3 bước thôi. Thì với nhân vật đấy chúng ta có lẽ sẽ nhảy thêm được thêm một bước nữa. Đau quá. Ui. Ơ à. Mình nghĩ là mình sẽ bắn vào đây có vẻ an toàn hơn. Đó. Ôi. Tự nhiên từng chim trong lỗng như vậy. Nó gần thế nhỉ. Rồi mình sẽ thu được những cái đồ này. Mình sẽ ra đeo đồ một chút cho nó. Một phần này. Một phần 1. Như đây Magic Group. Cái tên cũng 200. Cái này. Cái tên cũng 200. Cái khác gì nhau. Đây là có thêm một cái Summer Shell Bracelet. Đó là một cái dây chuyền bằng vỏ sò mùa hè. Sunnet Clock Crit Dam 4% đeo luôn. Đây là một đôi giày Well Fit. Tăng 1% tỷ lệ né. Còn lại là những cái này đúng không? Vũ khí không có cái gì mới. Ta lại dùng những cái này để nâng cấp lên này. Đấy, cái này nâng cấp vũ khí trước. Từ Attack 19 đến Attack 22. Giờ mình có 1.000 vàng để nghĩ xem sẽ đi làm cái gì. Character đây. À đây, cái tăng chúng ta lại vừa nói vừa nãy đây. Chúng ta lên được mấy cấp? À, chúng ta có level 4 và chúng ta sẽ có 6 điểm start point. Start này là cái điểm thuộc tính đúng không? Mình sẽ tăng hết vào attack đà. Tạm thời thế, lý level không chỉ cần vậy thôi. Được chưa? À, ngoài ra thì còn có những các thông số như là defense, phòng ngự này, crit chance là tỷ lệ crit, tỷ lệ bạo kích này và HP là máu. Rồi chúng ta đã mở được kỹ năng đầu tiên. Kỹ năng đầu tiên đó là Beginner Luck. Các bạn nghĩ mình có quả 10. À tầng 10 sẽ được 20 cái kia và 5 cái này. Các bạn nghĩ mình nên thử đổi nhân vật không?
và đổi sang nhân vật khác. Nhân vật nào đó có cái attack đam rất là lớn, HP này rất là cao này, 2500 này. Crit đam con này thì cực kỳ cao này. Mình nghĩ mình sẽ chơi thử Emporori này, attack đam crit trên rất cao, một nhân vật máu ít khá hợp với mình, hợp với cái lối chơi kiểu sao ta, nó đứng im chỗ nhiều hơn, không phải lo tránh đòn nhiều. Chơi em này, ui chơi em này phải bắt lại từ đầu à? Nó là bắt lại từ đầu thôi, nhưng mà nó cũng sẽ đây đồ nào sẽ vẫn để nguyên, sẽ có cái cấp độ còn phải nghĩ thôi. Yeah, một cái gì đây, sẽ có gói khoai tây đây nhá, gói cà rốt đây nhỉ, gói cà rốt để làm gì đây, cà rốt game và gacha à, cái gói cà rốt cho chúng ta một lượt quay gacha miễn phí. Rồi quay thử là cái gì, lại ra một cái set net clock, set net clock mình có rồi đúng không, go gacha pass này. Sao ra tập đồ có rồi vậy? Sao tập đồ có rồi thì để làm gì? Language setting, không có tiếng Việt rồi. Rồi mình sẽ chơi thử nhân vật mới luôn nhé. Bắt đầu từ bậc 1 à? Sao chơi lại từ đầu ạ? Ồ, chơi lại từ đầu mệt nha. Mình sẽ lấy rebound. Đây này. Rồi chơi lại từ đầu khá là mệt, không có đạn à, rebound rồi, đã đủ rebound để chơi rồi. Người sát thương cao hơn thật, chưa đủ lên level rồi, đánh tiếp phát nữa. Ô sao lâu lên level thế nhỉ? Rồi mình sẽ không gặp Angel nữa. Selwood giảm 100 máu là được khiên. Chơi luôn. Khiên này chúng ta sẽ hạn chế những con mà mình hay tiếp cận. Nói thử những con chim này. Linh cấp không? Vẫn chưa linh cấp à? Sao mấy con này cảm giác linh cấp lâu quá nhỉ? Vẫn chưa linh cấp luôn. 7 ma nên không được nâng cấp nên là 10 cũng có đánh bóp gì đâu. Đó. Ui. Sao là 10 rồi đó. Sao mà này chúng ta sẽ nâng cấp thôi. Con này có lượng sát thương rất là lớn, nhưng mình nghĩ chúng ta sẽ nâng max speed cho con này. Chưa thèm nâng cấp luôn. Này đánh bot hơi khoai nhỉ, hơi lâu đấy. Ui. Rồi. Mẹ. Cứ đứng chỗ đấy an toàn. Rồi mình sẽ phải lách theo nó thôi. Khó phết cả bọn này, nó được cả một cái AI đôi khi nó ném rất là chuẩn xác luôn. Còn ngoài việc chuẩn ra nó còn ném rất là nhiều dự đoán từ hướng chuyển động của chúng ta luôn, nó rất khó lòng vượt qua cái con bot của mình. Em cái dĩa rồi. Ơ chưa lên cấp luôn. Ui thử thử ăn hay luôn. Ơ ăn cái bên kia vào đầu không sao đâu, vẫn chưa lên cấp. À cái con con kia mình có cái skill beginner luck. Beginner luck để cho chúng ta thêm cái cơ hội nhận được cái ability nhiều hơn thì nó sẽ dễ nâng cấp hơn đúng không? Nhưng này không có. Và đây là con đầu tiên. Chắc là nó sẽ có cấp tối đa thôi. Thì càng về sau cái con beginner luck kia, cái skill của nó càng về sau thì nó sẽ không còn hiệu quả cho lắm. Nó sẽ chỉ giúp chúng ta cái đoạn đầu thôi. Mỗi nhân vật có một đặc trưng riêng đúng không?
Đây là mã nâng cấp đây. Multi shot attack speed, mình sẽ lấy multi shot đi. Này trời luôn, còn bao nhiêu máu thôi, chơi bấy nhiêu máu. HP boost, chơi luôn HP boost. Có này cho ta cái gì, super revival, siêu hồi máu à? À không cần. Poison độc, lấy thử phát này xem ta. Váy như thì chịu rồi, mình không có tiền. Đấy là cái tên chúng ta có độc luôn. Thứ đang rất là thuận lợi cho chúng ta. Ok, vào đây. Và đập cái của nó lại chế rất là nhanh. Có hiệu ứng độc thì nó sẽ mất máu theo dây, đúng không? Tôi tự nhiên ăn hai quả vô lý thế nhỉ. Đồ đáng đẹp. Ui sao tự nhiên quả đấy mình xử lý cồng kềnh thế nhỉ, nhân đâm thẳng vào cái lũ nó luôn đi, rất là vớ vẩn và cồng kềnh luôn. Thôi rồi, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau trải qua những trải nghiệm ban đầu của cái gì nhỉ, Supang. Đây thì cảm nhận ban đầu của mình thì nó là một tựa game giải trí đơn thuần, và như các bạn đẹp nhìn thấy nó gần như là offline. Nó là một tựa game cho phép chúng ta đi cảnh đóng vai những chú thỏ rất là hấp dẫn, rất là cute, và chúng ta có thể vượt qua những cái map này bằng việc là sử dụng thành thạo những kỹ năng di chuyển, lựa chọn những cái ability hợp lý. Ui không đủ để nâng để làm phát ra cha rồi. Phát này sử dụng các ability hợp lý phù hợp với chiến thuật chúng ta. Ví dụ như chúng ta thì chọn những mũi tên rất là đau để chúng ta bắn nó và nó sẽ gây ra thương lớn, như vậy thì mình nghĩ các bạn sẽ nên lựa chọn cái đường ban đầu giống như mình, đó là rất là nhiều mũi tên và những cái ability tăng độ nảy nảy giữa những cái con quái với nhau, nảy giữa tường với nhau, thì chúng ta sẽ tận dụng được hết cỡ cái khả năng của mũi tên hơn. Đấy, và chúng ta sẽ không cần phải đắn đo quá nhiều trong những lựa chọn về sau. Ngoài ra tựa game này thế thôi, nó chỉ mang tính chất giải trí như vậy thôi, không có gì là quá khó khăn cả. Mình nghĩ là với khả năng giải trí này thì mình sẽ đánh giá con Supang này với số điểm là 8 điểm, 8 đến 8,5 điểm. Nó giải trí đơn thuần rất là hay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip review game Supang của mình. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.